Trịnh Nghiệp Thành sinh ngày 26 tháng 8 năm 1993 tại thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Trước khi theo đuổi con đường diễn xuất, Trịnh Nghiệp Thành có niềm yêu thích với nghệ thuật sân khấu tuồng cổ và bắt đầu tiếp xúc với nghệ thuật truyền thống kinh kịch từ năm 7 tuổi. Nhiều người biết đến Trịnh Nghiệp Thành qua các bộ phim như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Hoa Thiên Cốt, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Run Rẩy Đi A Bộ và gần đây là Tam Thiên Nha Sát, Lị Nhân Tâm Thượng. Tuy nhiên thực chất anh sở hữu gia tài phim ảnh nhiều hơn thế nữa. Mặc dù phải liên tục diễn vai phụ trong nhiều năm, nhưng Trịnh Nghiệp Thành vẫn chăm chỉ đóng phim, rèn luyện bản thân, nâng cao tay nghề diễn xuất. Không phải là cái tên quá xa lạ, ngay từ lâu thì cái tên Trịnh Nghiệp Thành đã trở nên quá quen thuộc đối với mọt phim Hoa ngữ. Và gần đây nhất khi bộ phim Ly Nhân Tâm Thượng lên sóng đã khiến cho người người nhà nhà phải lục lại tiểu sử của Trịnh Nghiệp Thành. Vậy Trịnh Nghiệp Thành là ai? Anh chàng này có lý lịch cụ thể ra sao? Hãy cùng VGT tìm hiểu nhé! Hành trình sự nghiệp của Trịnh Nghiệp Thành theo đuổi con đường kinh kịch. Năm 2003, Trịnh Nghiệp Thành thi đỗ trung học thuộc Học viện Hí kịch Thượng Hải và đến Thượng Hải học tập. Tại đây anh học vai Vũ Sinh, vai kép đánh võ cùng với học luyện giọng, đá chân, các động tác võ thuật và tham gia diễn xuất. Thời điểm đó, chàng trai Trịnh Nghiệp Thành phải thức dậy lúc 6 giờ sáng để luyện công và nghỉ ngơi lúc 9 giờ tối. Năm 2010, trong quá trình học tập, Trịnh Nghiệp Thành đã tham gia vào một số vở diễn như Đả Thanh Long, Chiến Kim Sơn, Xuân Khuê Mộng. 4 năm sau, Trịnh Nghiệp Thành hoàn thành chương trình học tập và tốt nghiệp thuận lợi tại học viện, đảm nhận nhiều vai phụ nhưng vô cùng ấn tượng. Nhắc đến sự nghiệp của Trịnh Nghiệp Thành, đầu tiên phải kể đến những vai diễn nhỏ trong các bộ phim ăn khách của anh. Có tài, có sắc nhưng Trịnh Nghiệp Thành không phải trường hợp được ưu ái nhận vai chính trong những ngày đầu xuất đạo. Nam diễn viên 9X phải lăn lộn nhiều năm trong nghề mới có thể nổi danh như ngày hôm nay, chính thức bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Nam diễn viên để lại ấn tượng với hai vai diễn phụ gồm Vượng Tài và Nam Huyền Nguyệt trong hai bộ phim Tiên Hiệp, Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2014 và Hoa Thiên Cốt 2015. Sau đó đến năm 2016, Trịnh Nghiệp Thành nâng cấp tên tuổi của mình lên một bậc khi xuất hiện với vai Mỹ Nhân Sư Huynh Hách Mi trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Không cần quá nổi đình đám những vai diễn mà anh đảm nhận đã cho thấy bước đầu thuận lợi trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Bên cạnh nghiệp diễn, Trịnh Nghiệp Thành còn đảm nhận vai trò MC. Thoát kiếp vai phụ. Bắt đầu từ giai đoạn này, Trịnh Nghiệp Thành đã viết nên một trang mới cuộc đời khi anh được đảm nhận vai chính trong các bộ phim Họa Giang Hồ, Chi Bất Lương Nhân, Run Rẩy Đi A Bộ và Thịnh Đường Huyễn Dạ. Những dự án này của Trịnh Nghiệp Thành đều nhận được phản hồi tích cực của khán giả. Thành công vang dội với các dự án cổ trang. Không cần chiêu trò PR để nổi tiếng, Trịnh Nghiệp Thành vẫn chăm chỉ đóng phim để chứng minh thực lực. Năm 2020, nam diễn viên 9X gặt hái được nhiều thành công với hai bộ phim truyền hình cổ trang Tam Thiên Nha Sát và Ly Nhân Tâm Thượng. Cả hai vai diễn Phó Cửu Vân Hào Hoa và Tiết Diệu Lạnh Lùng của anh đều dễ dàng chiếm trọn trái tim người hâm mộ. Phản ứng hóa học giữa Trịnh Nghiệp Thành và bạn diễn. Trịnh Nghiệp Thành và Triệu Lộ Tư. Trở lại đầu năm 2020, Trịnh Nghiệp Thành đã nên duyên cùng thánh nữ xuyên không Triệu Lộ Tư trong Tam Thiên Nha Sát. Dù lấy đề tài xuyên không huyền thoại trên màn ảnh nhỏ, nhưng cặp đôi Phó Cửu Vân chuyên thả thính cùng mỹ nhân đáng yêu Đàm Xuyên vẫn khiến người hâm mộ thích thú bởi phản ứng hóa học rất tuyệt. Trịnh Nghiệp Thành và Hồ Ý Hoàn lên sóng vào ngày 30 tháng 7 năm 2020, Ly Nhân Tâm Thượng nhanh chóng trở thành món ăn tinh thần dành cho các fan của dòng phim cổ trang. Có vẻ như Trịnh Nghiệp Thành có thể đẹp đôi khi đóng cặp với bất kỳ bạn diễn nữ nào. Trong Ly Nhân Tâm Thượng, Trịnh Nghiệp Thành và Hồ Ý Hoàn đã tạo nên một cặp đôi ăn ý. Nét đẹp lạnh lùng, lãng tử của Trịnh Nghiệp Thành cùng vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của Hồ Ý Hoàn đã dễ dàng chinh phục khán giả. Trịnh Nghiệp Thành và Ngô Thiến. Năm 2018, Trịnh Nghiệp Thành và Ngô Thiến trở thành diễn viên chính trong Thịnh Đường Huyễn Dạ. Mặc dù Ngô Thiến hơn Trịnh Nghiệp Thành 1 tuổi, nhưng nhờ vẻ ngoài trẻ trung mà khoảng cách giữa hai người dường như bằng không. Bên cạnh tài năng, ngoại hình thì một điểm cộng nữa giúp Trịnh Nghiệp Thành chiếm được tình cảm của người hâm mộ chính là đời tư trong sạch và hiếm khi vướng phải những sự scandal ồn ào. Tuy nhiên, chuyện đời tư gây ồn ào và chú ý nhất của anh chính là vào khách sạn với một cô gái lạ mặt. Chuyện hẹn hò của Trịnh Nghiệp Thành. Cụ thể, vào ngày 1 tháng 3 năm 2017, Phong Hành Studio bất ngờ tung loạt bằng chứng Trịnh Nghiệp Thành hẹn hò.
Thông tin Trịnh Nghiệp Thành và bạn gái bị bắt gặp hẹn hò tại phim trường Hoành Điếm, nơi nam diễn viên đang tiến hành quay phim. Cặp đôi đã cùng nhau đi ăn và trở về cùng một phòng khách sạn. Được biết, thời điểm Trịnh Nghiệp Thành và cô gái lạ mặt này về cùng phòng khách sạn cũng là ngày Valentine. Theo những bức ảnh được paparazzi chụp lại, người được cho là bạn gái của Trịnh Nghiệp Thành có vẻ ngoài xinh đẹp cùng vóc dáng cao ráo. Sau khi hình ảnh và tin đồn được lan truyền, phía Trịnh Nghiệp Thành đã không có bất kỳ phản hồi chính thức nào. Weibo của Trịnh Nghiệp Thành. Trịnh Nghiệp Thành bắt đầu mở tài khoản Weibo vào năm 2011. Đến nay, Weibo của Trịnh Nghiệp Thành đã đạt hơn 7 triệu người theo dõi. Giống với những diễn viên khác, trên Weibo, Trịnh Nghiệp Thành thường đăng ảnh và clip quảng bá phim. Thỉnh thoảng, nam diễn viên cũng khoe ảnh đời thường, cho thấy cuộc sống của anh cũng như những người bình thường khác mà thôi. Dù là vai chính hay phụ, Trịnh Nghiệp Thành vẫn chuyên tâm hoàn thành tốt vai diễn của mình. Chính vì thế, sự nỗ lực mà anh bỏ ra hơn 10 năm qua luôn được đền đáp xứng đáng. Hãy cùng ủng hộ mỹ nhân sư huynh trong các dự án sắp tới nhé! Hội đủ những yếu tố về tài năng ngoại hình, thế nên anh chàng trở thành một ngôi sao được nhiều người săn đón thì cũng là điều dễ hiểu. Và các bạn đã cày hết những bộ phim của anh chàng này chưa? Chưa thì hãy về xem ngay đi nhé! Và các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé!